Hoan hỷ đón chào quý cô, chú, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, việc bày trí bàn thờ là một việc không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Việc bày trí, bố trí, sắp xếp bao gồm rất nhiều đồ phong thủy tọa trên bàn thờ. Phần lớn, đa số giới trẻ ngày nay khi nhắc đến bộ tam sự hay là ngũ sự thờ cúng đều không hiểu ý nghĩa chính xác của chúng là gì. Hay đơn giản là không biết được rằng có những nguyên tắc chung trong cách bài trí và sử dụng đồ thờ cúng như là bàn thờ phải hội đủ ngũ hành, Tết nhất thì phải có mâm ngũ quả, sử dụng hoành phi câu đối tam sơn tam sự trong thờ cúng. Vậy bộ tam sự bao gồm những thứ gì? Trên bàn thờ thì bài trí bộ tam sự ở đâu? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Bộ tam sự là gì? Bộ tam sự hay là bộ đồ thờ nói theo kiểu dân gian gồm 3 vật dụng, gồm một lư, đỉnh hương và 2 cây đèn và thường bằng sứ hoặc gỗ hoặc đồng, chạm trổ theo mỹ thuật Á Đông để thờ trên bàn thờ gia tiên. Bộ tam sự thường được đặt ở vị trí trang trọng trên bàn thờ, trong đó lư, đỉnh hương dùng để bỏ trầm hương và đèn dùng để thắp sáng. Bộ tam sự làm tăng thêm vẻ đẹp tôn nghiêm và linh thánh. Một bộ tam sự gồm những gì? Một bộ đồ thờ tam sự sẽ gồm 3 vật, một lư hương, đôi chân nến hoặc là một lư hương, đôi hạt. Bộ tam sự, lư hương. Lư hương là nơi dùng để đốt trầm tạo ra mùi thơm thanh khiết lan tỏa khắp không gian phòng thờ. Theo quan niệm tâm linh, mùi hương trầm thơm thể hiện lòng thành kính, sự thanh khiết cao quý. Khói trầm tỏa ra từ lư hương có tác dụng thanh lọc khí rất tốt. Về mặt tâm linh thì nó hóa giải được hung khí, tăng thêm cát khí, gia tăng sự hiếu thảo hòa thuận, sự tăng tiến về trí tuệ tài lộc. Đôi chân nến trên mẫu tủ thờ gỗ đẹp. Ngoài việc dùng để thắp sáng tạo nên sự lung linh huyền ảo và uy nghiêm cho bàn thờ gia đình thì đôi chân nến còn mang ý nghĩa lớn về phong thủy. Chân nến bên phải tượng trưng cho hành âm tức là mặt trăng, chân nến bên trái tượng trưng cho hành dương tức là mặt trời. Có nhật nguyệt âm dương thì sẽ làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Đôi hạc đứng trên lưng rùa. Hạc được xem như là một loài chim quý. Hình ảnh hạc thường xuyên xuất hiện bên các vị thần tiên. Hạc cũng là loài vật tượng trưng cho trường thọ, biểu thị cho khát vọng trường tồn, biểu tượng của sự may mắn. Rùa là loài vật sống ở dưới đất. Trong văn hóa Việt Nam, rùa là một linh vật được tôn trọng từ ngàn xưa. Nó không đơn thuần là biểu tượng của tuổi thọ, mà còn là của sự bảo vệ, che chở, sự sang trọng và triển vọng. Ngoài ra, trong phong thủy, con rùa đảm bảo cho gia đình có sự liên kết chặt chẽ lâu bền. Chính vì thế, khi hạc đứng trên lưng rùa thành một cặp là sự kết hợp hài hòa gắn kết giữa trời đất, giữa hai thái cực âm dương. Bộ đỉnh đồng có 2 loại đỉnh đồng tam sự và đỉnh đồng ngũ sự. Theo tiếng Hán thì tam sự có nghĩa là 3. Bộ đỉnh đồng tam sự gồm có đỉnh đồng, đôi chân nến hoặc là đôi hạc, khác với bộ ngũ sự gồm đầy đủ đỉnh đồng, đôi chân nến, đôi hạc thờ. Bộ tam sự lại phù hợp với bàn thờ của người Việt bởi vẫn đầy đủ đồ thờ mà lại phù hợp với kích thước bàn thờ, điều kiện tài chính của gia chủ. Bên cạnh đó thì gia chủ có thể trưng bày thêm các phụ kiện, ngai chén, đài thờ, ống đựng hương để bàn thờ thêm đầy đủ và sang trọng, tăng thêm giá trị, ý nghĩa của bộ tam sự. Ý nghĩa của bộ tam sự được thể hiện rõ qua giá trị thẩm mỹ và giá trị tâm linh, phong thủy. Trước hết, xét về mặt thẩm mỹ, bộ đỉnh đồng tam sự được chế tác thủ công vô cùng là tinh xảo, từ nguyên liệu đồng nguyên chất. Qua bàn tay khéo léo, sự sáng tạo của các nghệ nhân đúc đồng chuyên nghiệp đã tạo nên mẫu đỉnh đồng đẹp, cao cấp, mang lại sự sang trọng cho bất kỳ không gian thờ cúng nào. Nổi bật là hình tượng con nghê, biểu tượng trong truyền thuyết tứ linh, càng tăng thêm sự uy nghi tôn nghiêm. Hình tượng con nghê còn thể hiện giá trị tâm linh sâu sắc, vật trấn áp tà ma, khí xấu, bởi nghê thường được chọn làm con vật để canh giữ trước cổng đình chùa. Người ta còn đốt trầm hương vào trong đỉnh đồng để thanh lọc không khí trong phòng, tạo sự thiêng liêng cho không gian thờ cúng. Người xưa quan niệm hương thơm của khói trầm sẽ dẫn lối để tổ tiên về hưởng hương hoa, quả ngọt, tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên. Vì vậy, vào các ngày rằm lễ Tết, mọi người thường đốt hương trầm suốt cả ngày. Mùi thơm nhẹ nhẹ của trầm nhang phát ra từ đỉnh đồng còn giúp cho con người được thư giãn, tâm được buông xả, xua tan mệt mỏi của cuộc sống. Đó cũng là điều mà mọi người thường thấy khi đi lễ tại đình chùa.
Qua cách đặt bộ tam sự trên bàn thờ hợp lý, đúng phong thủy với các vật thờ khác còn thể hiện gia chủ là người biết quan tâm, lo lắng cho cõi âm và là người chu toàn trong cuộc sống. Bên cạnh đó còn có đôi hạc thờ hoặc là đôi chân nến truyền tải những giá trị truyền thống tốt đẹp còn lưu truyền đến ngày nay. Ánh sáng chân lý luôn đúng và sẽ soi sáng bước đường đi của con người. Tình người, sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau luôn là điều cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chất liệu một bộ tam sự. Các bộ ngũ sự và tam sự đều mang những nét truyền thống và được coi là báu vật của gia đình, dòng họ. Các bộ tam sự và ngũ sự được sử dụng bằng rất nhiều chất liệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là đồng, kết hợp với bàn thờ, ngai, bằng gỗ, nước, nước trong tam sơn, lửa từ nhang, đất, cát, cho trong bát hương tạo thành ngũ hành. Điều này là đặc biệt cần thiết cho một bộ tam sự thờ cúng đặt trên bàn thờ hiện nay. Bộ tam sự thường được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, trong đó chất liệu gỗ và đồng thường được sử dụng phổ biến nhất. Vậy nên, chọn bộ tam sự bằng gỗ hay là đồng để phục vụ việc thờ cúng trong gia đình? So sánh giữa bộ tam sự bằng gỗ và bằng đồng. Bộ tam sự bằng gỗ mang lại vẻ đẹp cổ kính cho bàn thờ gia đình. Gỗ là chất liệu khá phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay khi có nhu cầu mua sắm các bộ tam sự bởi vẻ đẹp mà nó mang lại. Với các bộ tam sự bằng gỗ, bàn thờ gia đình trông cổ kính và trang nghiêm hơn. Đi cùng với đó thì bộ lư hương hay là đèn thờ bằng gỗ còn có thể được chạm trổ các hoa văn qua bàn tay khéo léo của người thợ mộc, giúp cho bàn thờ trở nên nổi bật hơn, phù hợp với phong cách của người Á Đông. Ngoài ra thì chất liệu gỗ còn rất thân thiện và phù hợp với chất liệu sử dụng của các bàn thờ hiện nay. Các bộ tam sự bằng gỗ hiện nay thường được làm bằng gỗ mít, gỗ hương, gỗ gụ, gỗ chắc hoặc là gỗ xoan đào, giúp cho bàn thờ thêm phần lịch sự và trang nghiêm hơn. Tuy nhiên thì nhược điểm của bộ tam sự gỗ so với bộ tam sự bằng đồng đó. Tuy nhiên nhược điểm của bộ tam sự gỗ so với bộ tam sự bằng đồng đó chính là gỗ là một nguyên liệu dễ cháy. Bên cạnh đó thì nếu làm bằng chất liệu gỗ không đảm bảo chất lượng hoặc là không thường xuyên vệ sinh cẩn thận, đặc biệt trong thời tiết ẩm ướt thì có thể bị mối mọt, ẩm mốc, không còn vẻ đẹp được như ban đầu. Bộ tam sự bằng đồng thì tạo sự sang trọng cho bàn thờ giống như là bộ tam sự bằng gỗ. Đồng là một trong số các chất liệu được sử dụng nhiều nhất trong việc làm đồ thờ cúng, trong đó có các bộ tam sự bởi vẻ sang trọng và nét văn hóa mà nó mang lại. Từ xưa đến nay thì bộ tam sự bằng đồng luôn là sự lựa chọn tối ưu cho bộ đồ thờ bằng đồng trên bàn thờ của rất nhiều gia đình Việt, thậm chí được xem là một chuẩn mực trong văn hóa thờ cúng. Bởi chủ yếu các gia đình có quyền thế hoặc là khá giả thì mới sử dụng bộ tam sự bằng đồng. Làng Đúc Đồng Ngũ Xã là làng nghề nổi tiếng nhất liên quan đến làm đồ thờ cúng bằng đồng. Một ưu điểm khác so với bộ tam sự bằng gỗ đó chính là tam sự bằng đồng thường có độ bền cao, bóng đẹp trong thời gian dài sử dụng nếu thường xuyên lau chùi, vệ sinh, thậm chí có thể truyền từ đời này qua đời khác. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác theo phong thủy thì bộ tam sự bằng đồng còn góp phần đảm bảo yếu tố ngũ hành hài hòa trên bàn thờ với đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhược điểm của bộ tam sự bằng đồng đó là nếu không đảm bảo được độ nguyên chất của đồng thì sau một thời gian, đồng có thể bị biến chất, đổi màu hoặc là oxy hóa. Vậy nên, chọn bộ tam sự bằng gỗ hay là bằng đồng? Nhìn chung cả bộ tam sự là bằng gỗ hoặc là bằng đồng đều có các ưu điểm nổi bật, đồng thời được khá nhiều gia đình lựa chọn ở thời điểm hiện nay bởi vẻ đẹp và sự tôn nghiêm mà nó mang lại. Tuy nhiên nếu chọn bộ tam sự bằng gỗ hay là bằng đồng thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sở thích và vận mệnh của từng gia chủ. Mặc dù xét cho cùng thì yếu tố quan trọng hàng đầu chính là cái tâm của gia chủ, thờ cúng phải có lòng thành nhất tâm cúng bái thì mới hiệu quả. Cách đặt bộ tam sự trên bàn thờ gia tiên hợp với phong thủy nhất. Trước hết, bàn thờ gia tiên là không gian quan trọng nên được đặt ở vị trí quan trọng nhất của ngôi nhà như là phòng khách, phòng thờ riêng và hướng ra cửa chính. Cách đặt bộ tam sự trên bàn thờ gia tiên hợp với phong thủy không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn tốt cho vận mệnh, tiền tài, sức khỏe, may mắn của cả gia đình. Bộ đỉnh thờ thường được đặt ở chính giữa, lùi về phía sau trên bàn thờ theo thứ tự. Đỉnh thờ chính ở giữa, hai bên là đôi hạc hoặc là đôi chân nến. Nếu là đôi hạc thì gia chủ nên đặt đôi hạc theo hướng chầu vào đỉnh thờ.
Đôi chân nến hay là đôi hạc thì đều là biểu tượng của sự kết hợp mặt trời, mặt trăng giữa âm dương, đỉnh thờ, chân nến, hạc thờ, thường được bán hoặc là đặt làm theo bộ phù hợp với mẫu bàn thờ gia tiên có sẵn để đảm bảo không tương phản màu sắc hay là kích thước. Bộ tam sự đỉnh đồng đặt trước hay là sau bát hương? Có nhiều người thắc mắc về cách đặt bộ tam sự trên bàn thờ như thế nào là đúng khi có cả bát hương. Nếu đặt bộ đỉnh đồng sau bát hương để có thể làm nổi bật tất cả các vật phẩm trên bàn thờ, thông thường thì bát hương có diện tích nhỏ hơn đỉnh đồng nên khi đặt như vậy thì sẽ bao quát được toàn bộ các vật phẩm trên bàn thờ. Bên cạnh đó thì bát hương được đặt trước đỉnh đồng sẽ thuận tiện cho việc thắp hương, chăm lo bát hương như thể hiện sự quan tâm chú ý của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Bát hương sạch sẽ, các tàn hương cuộn đẹp, đủ đầy thì gia đình êm ấm, thu hút được nhiều tài lộc và may mắn. Nhưng cũng có gia chủ đặt đỉnh đồng trước bát hương để làm nổi bật vẻ đẹp của bộ tam sự nhưng lại khó khăn cho việc thắp nhang. Gia chủ thường phải kê ghế để có thể đứng lên ban thờ thắp hương và bắt điện cho con cháu thắp nén hương tới ông bà tổ tiên khi nhà có công việc hay là dỗ Tết. Hoặc phải độ thêm ghế gỗ cho bát hương để bát hương cao hơn hoặc ngang với đỉnh đồng, nhưng vẫn phải chú ý tới chiều rộng của bàn thờ. Nếu đặt quá sâu ở bên trong sẽ khó khăn cho việc thắp hương. Bên cạnh bộ đỉnh đồng, bát hương, lọ hoa, mâm bồng, gia chủ có thể bày biện thêm những vật dụng khác như ngai chén, ngai thờ, tùy diện tích bàn thờ và điều kiện kinh tế, địa vị gia chủ. Tuy mỗi vùng mỗi người có quan điểm tâm linh khác nhau nhưng trước khi bày trí sắp xếp đồ thờ, gia chủ nên tham khảo cách đặt bộ tam sự trên bàn thờ đúng chuẩn của người Việt để thu hút phong thủy tốt nhất cho gia đình. Thực tế lâu nay thì vẫn có hai quan điểm thờ cúng là đặt đỉnh đồng trước bát hương và đặt đỉnh đồng sau bát hương. Người xưa thường đặt đỉnh thờ bằng đồng phía trước bát hương để làm nổi bật tôn vinh vẻ đẹp của bộ đỉnh đồng và mang tính thẩm mỹ cao nhưng lại khó khăn cho việc thắp nhang. Gia chủ thường phải kê ghế để có thể đứng lên bàn thờ thắp hương và bất tiện cho con cháu thắp nén hương tới ông bà tổ tiên khi nhà có công việc dỗ Tết. Không những vậy, nếu đỉnh thờ to quá sẽ lấp đi bát hương, ảnh hưởng không tốt tới phong thủy và mất cân xứng giữa các vật phẩm trên bàn thờ. Tuy nhiên thì nếu gia chủ vẫn thích đặt bát hương phía sau đỉnh đồng thì nên độ thêm ghế gỗ để bát hương cao hơn hoặc là ngang đỉnh thờ, nhưng vẫn phải chú ý tới chiều rộng của bàn thờ. Nếu đặt quá sâu ở bên trong thì sẽ khó khăn cho việc thắp hương. Nhiều gia đình hiện nay bày trí bàn thờ gia tiên với đầy đủ các đồ thờ cúng như là bộ đồ thờ bằng đồng ngũ sự, ngũ thư, câu đối và đặt đỉnh đồng sau bát hương để có thể làm nổi bật tất cả các vật phẩm trên bàn thờ. Về mặt thẩm mỹ thì đỉnh đồng đặt sau bát hương sẽ dễ nhìn nhất. Thông thường bát hương có diện tích nhỏ hơn đỉnh đồng nên khi đặt như vậy thì sẽ bao quát được toàn bộ các vật phẩm trên bàn thờ. Nhất là với bàn thờ trưng bày nhiều đồ thờ cúng thì cách trưng bày bàn thờ gia tiên này là hợp lý nhất. Về ý nghĩa tâm linh, sự cân đối giữa các vật dụng thờ cúng sẽ tạo ra sự hài hòa cân xứng, giúp mang lại tài lộc, phúc đức cho gia đình và ảnh hưởng đến phong thủy, vận mệnh của người trụ cột trong nhà. Gia chủ nên đặt đỉnh đồng thờ cúng ở chính giữa sau bát hương, hai bên là đôi chân nến và đôi hạc đặt song song với nhau, phía trước là bát hương và một số đồ thờ khác, ngai chén, mâm bồng. Bát hương được đặt trước đỉnh đồng sẽ thuận tiện cho việc chăm lo bát hương như là thể hiện sự quan tâm chú ý của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Trong tâm linh thì bát hương sạch sẽ, các tàn hương cuộn đẹp đủ đầy thì gia đình êm ấm, thu hút nhiều tài lộc may mắn. Ngay cả với gia đình thờ ba bát hương cũng cần tuân theo nguyên tắc bát hương thờ thần to và cao hơn hai bát hương kia được đặt ở giữa. Hai bát hương còn lại bao gồm bát hương bên trái thờ bà cô tổ, ông Mãnh, bát hương bên phải thờ gia tiên. Nhưng chỉ cần một bộ đỉnh đồng tam sự hoặc là ngũ sự được đặt phía sau bát hương cũng khiến cho bàn thờ gia tiên đầy đủ sung túc nhất. Tuy nhiên thì gia chủ nên tránh dùng bát hương to quá sẽ che lấp đi bộ đỉnh đồng tam sự, ngũ sự mà bên chọn bát hương thờ nhỏ hơn đỉnh đồng để làm nổi bật bàn thờ gia tiên. Tốt nhất gia chủ nên đặt bát hương kích thước chiều cao bằng 2/5 so với đỉnh đồng. Quý vị thân mến, việc thờ cúng không thể
tùy tiện được. Chính vì thế mà quý vị hãy tham khảo những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn vừa chia sẻ ở bên trên để có thể có những kiến thức đúng đắn về bộ tam sự cũng như là cách bày trí sắp xếp nó trên bàn thờ gia tiên để gia chủ đón được những linh khí tốt từ gia tiên cũng như là các vị thần. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi kênh YouTube của chúng tôi, hãy đăng ký ngay, nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo về những video phong thủy mới, tử vi mới nhất. Chúc cho các gia chủ chọn được bộ tam sự đẹp, hợp phong thủy để gia đình, tiền tổ, phù hộ độ trì cho gia đình, làm ăn phát đài, phát lộc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.